Hi, rất vui được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan cầu dây văng lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Phú Mỹ là cây cầu dây văng lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, bắc qua sông Sài Gòn nối quận 7 và thành phố Thủ Đức, nằm trên tuyến đường vành đai 2 của thành phố, tạo ra một đường kết nối quan trọng giữa các khu vực phát triển nhanh chóng của thành phố. Cầu Phú Mỹ là một công trình trọng điểm của Việt Nam và thành phố. Cầu được thiết kế dây văng có 6 làn xe. Cầu được khởi công năm 2005 và hoàn thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2009. Cầu cũng giúp việc lưu thông trên quốc lộ một đoạn từ miền Bắc và miền Trung đi đồng bằng sông Cửu Long, đi qua địa phận thành phố Hồ Chí Minh được rút ngắn. Các xe tải loại lớn và xe container sẽ không chạy trong nội thành nữa, góp phần vào việc giảm ô nhiễm cho nội thành. Cầu có chiều cao 160,5m, tổng chiều dài hơn 2000m, tỉnh không 45m giúp các tàu thuyền lớn có thể đi qua. Cầu cũng bao gồm một đoạn đường dẫn trên cao, đi qua khu dân cư đông đúc, kết nối với đường Nguyễn Văn Linh. Mỗi ngày có khoảng 26.000 lượt xe lưu thông trên cầu, trong đó có rất nhiều xe tải lớn, xe container. Cầu Phú Mỹ cũng thường xuyên bị kẹt xe trong giờ cao điểm. Do cầu cao nên các xe tải nặng thường lên cầu rất chậm, hoặc khi có xe gặp sự cố dừng trên cầu sẽ gây ra ùn ứ giao thông tại đây. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang xây dựng nhiều cây cầu đẹp. Tuy nhiên, cầu Phú Mỹ vẫn đóng vai trò quan trọng trong giao thông kinh tế và là biểu tượng phát triển của thành phố. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhấn nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo về đô thị. Nếu video có điều gì sai sót mong các bạn bình luận phía dưới, mình sẽ làm tốt hơn trong những video tiếp theo.